Chúng tôi đang đi vô trong vùng lõi của rừng đặc dụng Sao La Quảng Nam. Con đường đi thì bé tẹo thôi, đặt đủ vừa đặt bước chân. Em thấy bò qua gọn gàng mà em bò qua thấy sập quá. Con sơn dương nó ở đâu này, nó thường ngủ ở đây. Cái hốc hốc ở hang này. Rất khó đi. Mỗi thời khắc, mỗi phút giây, các bạn được ngắm một cái khu rừng nguyên sinh vô cùng tuyệt đẹp, hoang dã. 6 tiếng đồng hồ đi bộ, đi ven con suối rất là cực.